Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của nha khoa Zota nhé. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn ca là cầu răng sứ. Vâng, cách mắc cầu răng sứ, cách làm cầu răng sứ hay là làm cầu răng sứ có ảnh hưởng không, có đau không? Đây, tôi đang sắp trùng nhá. Đấy, đang sắp trùng và cái việc nắp răng là xong này. Có đau không anh? Không ạ. Đấy, và bây giờ tôi nắp răng vào là xong nhá. Tôi đang chia sẻ là cách làm cầu răng sứ. Làm cầu răng sứ có đau không? Làm cầu răng sứ có ảnh hưởng gì không? Đấy, cách trùng xong là tôi làm khô này. Đấy, sau khi mài lấy dấu xong làm khô. Bắt đầu nắp răng và đây là cầu răng sứ nhá. Tôi bôi keo vào này. Này các bạn thấy không? Bôi keo vào nhá. Và bây giờ nắp đây. Đấy, cách làm cầu răng sứ rất là đơn giản. Đấy, các bạn thấy chưa? Tôi chỉ việc dí là xong rồi. Xung quanh đợi một lúc cho khô. Các bạn đang xem là cách làm cầu răng sứ, làm cầu răng sứ có ảnh hưởng gì không, làm cầu răng sứ có đau không. Thì đây, video trực tiếp luôn. Đấy, chúng tôi nói không với cả những sản phẩm gì ạ, kém chất lượng. Đây là hàng chính hãng luôn, các bạn có thể vào các mã số của chúng tôi. Và chúng tôi cũng cam kết hàng chính hãng nhé. Các bạn cứ đi đâu nhìn biển có bác sĩ giấy phép làm, các bạn yên tâm và kiểm tra hàng chính hãng hay không. Và tí nữa các bạn nhìn thấy không, và đợi chỉ cần keo khô thôi, tôi cậy ra thì các bạn cùng xem. Đấy, nắp vào thì thường ấy, làm răng là mất một làm thành ba, thì tại sao anh này làm thành bốn? Vì cái răng năm của anh hỏng rồi, tôi mượn một cái sức của cầu răng 4 nữa. Còn nên là nếu kinh tế cho phép thì các bạn nên làm implant hay chân răng nhân tạo. Đấy, làm cầu là bất đắc dĩ vì phải căn cứ vào xương này. Đấy, bệnh nhân có bị tiểu đường không, xương có tốt không thì chúng ta cắm implant là hiệu quả nhất. Đấy, cầu răng sứ nếu trường hợp không cho phép làm implant thì chúng ta vẫn có thể trường hợp làm cầu răng sứ được các bạn nhé. Gắn keo khi nó khô như này rồi thì chúng ta chỉ việc cạy ra xong thôi. Đấy, cầu răng sứ rất là khít. Gắn răng, tôi cũng làm cái răng của anh trắng hơn răng thật một chút để cho nó sạch sẽ. Còn nó còn răng thật tôi, chúng tôi lấy cao răng thì nó màu nó giống như răng thật thôi. Đấy, các bạn thấy không? Khô rồi. Đấy, anh đây lấy răng sau, các răng sáu mất này. Chúng tôi làm cầu từ răng 4 đến răng 7 vì răng 5 anh ấy hỏng. Tôi mượn sức thêm răng số 4 để gánh cho khoe. Đấy, đây là các cái chất keo gắn thừa, chất gắn thừa là cạy hết ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ để anh chịu miệng. Đấy, chúng cho chỉ tư kẽ vào đây. Cách làm cầu răng sứ rất là đơn giản, không có đau đớn gì cả, rất là nhẹ nhàng. Đó, chỉ thấy chưa? Đấy, các bạn thấy không? Nhân xúc miệng là xong, thế là xong rồi đấy các bạn. Đẹp đẽ chưa? Đây nha các bạn nhé. Đấy, tôi vừa lắp xong cầu 4 răng từ răng 4 đến răng 7. Đấy, cách làm cầu răng sứ nha, cách làm răng sứ có đau không. Cảm ơn các bạn đã xem video cách làm cầu răng sứ của chúng tôi. Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi.